người đẹp bị nghi là trà xanh trong tin đồn chia tay của thiều bảo trâm và sơn tùng mtb là ai? nửa đêm bỗng dưng hải tú và trà xanh trở thành hai từ khóa hot nhất mạng xã hội. tin đồn chia tay của cặp đôi hàng đầu showbiz và sự xuất hiện của trà xanh. nửa đêm ngày 20 tháng 1, dân tình liên tục bàn tán về những chia sẻ ấn ý của thiều bảo trâm và hội bản thân trên tài khoản cá nhân. đây cũng là nguồn khơi cho tin đồn thiều bảo trâm và sơn tùng mtb rãn nứt. Nghi vấn chia tay dân cao khi dân mạng tin ý phát hiện, Thiều Bảo Trâm đã info phô giọng ca chúng ta của hiện tại trên Instagram. Đây là điều hiếm hoi trong nhiều năm qua, Thiều Bảo Trâm rất ít khiến người hâm mộ cảm thấy hoang mang và lo lắng như vậy. Hót mâm Thanh Trần là người tiếp nối diễn biến cho drama này. Chiếc áo được cô nàng nhắc trong Tory, kèm theo đó là những loạt dấu hiệu khác, không khỏi khiến khán giả hóng hớt nghĩ ngay đến hải tú. Cách đây vài giờ, Hải Tú chia sẻ bức ảnh đang mặc chiếc áo rất giống với một item được Sơn Tùng MTV yêu thích và mặc đi vặt lại. Điều đó khiến cho một số người hâm mộ cho rằng Hải Tú và chủ tịch MTV đang diện áo đôi. Hải Tú là ai? Tạm gác lại việc Hải Tú có đúng là nhân vật trà xanh như dân cư mạng đoán hay không? Thì rất nhiều người đã tò mò về profile của nàng này sau khi drama nổ ra. Hải Tú trước đây là một mẫu ảnh nổi tiếng ở Sài Thành. Cô nàng có gương mặt góc cạnh toát lên sự lạnh lùng sắc sảo, nét đẹp của Hải Tú hiện đại khiến người ta nhìn mãi không chán. Dấu ấn đặc biệt của Hải Tú trong năm 2020 này không phải là bộ phim hay sản phẩm âm nhạc nào, mà là việc cô nàng ký hợp đồng với công ty quản lý nghệ sĩ Do Sơn Tùng MTV thành lập. Hải Tú hiện là diễn viên độc quyền của MTV Entertainment. Khi hình ảnh của cô nàng được công bố, đã lập tức nhận được sự tò mò của khán giả. Nhan sắc là điều có thể công nhận ở Hải Tú rồi, nhưng người đẹp chính ít chưa có cơ hội phô diễn kỹ năng diễn xuất. Sau khi về dưới trướng MTV Thailand, khán giả hy vọng được nhìn thấy một diễn viên nữ có nhan sắc và có cả tài năng. Mang luồng gió mới cho làng phim ảnh Việt, vốn đã chật nứt những gương mặt quen thuộc từ phim này qua phim khác. Khiến người hâm mộ có chút thất vọng là dự án đầu tay khi Hải Tú đầu quân cho MTV Thailand lại không phải là một bộ phim. Thay vào đó, cô nàng góp mặt trong MV Chúng ta của hiện tại với vai nữ chính có thể thấy đây là nước đi an toàn của ekip dành cho hải tú bởi không tận dụng độ hot vẫn còn thì uống phí mà chọn kịch bản phim vội vội vàng vàng cũng không dễ diễn xuất trong mv không yêu cầu quá nhiều lại có thể được chú ý nhiều hơn bởi đó là sản phẩm âm nhạc của sếp tùng nhưng dù là vậy đi chăng nữa thì người hâm mộ vẫn mong được nhìn thấy hải tú độc lập trong vai trò riêng chứ không phải dính líu đến sếp quá nhiều điều đó sẽ không tốt cho hình ảnh và định hướng sau này của cô lạng quạng còn có thể gây hiệu ứng ngược và đúng thật là màn diễn xuất của Hải Tú trong MV chúng ta của hiện tại thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhưng cùng lúc đó người đẹp chính ít bị chê nhiều vì biểu cảm thiếu linh động, khả năng diễn còn thiếu sót. Trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ bị phát hiện có bạn trai ngay khi vừa ra mắt. Thực tế, trước khi là diễn viên độc quyền của MTV Entertainment, Hải Tú cũng là một hot girl mẫu ảnh được biết đến khá nhiều. Vì việc học, Hải Tú quyết định bỏ lại sau lưng danh tiếng vốn có để lên đường đi du học câu chọn lĩnh vực sinh học và sinh thái học khiến nhiều người khá bất ngờ vì khác hẳn con đường mẫu ảnh mà Hải Tú đang đi theo trước đó. bên cạnh trình độ học vấn tốt, Hải Tú còn có khả năng nói tiếng pháp lưu loát, xinh đẹp tài năng gia thế tốt không lạ gì khi Hải Tú được nhiều người săn đón. thời điểm Hải Tú vừa được thông báo là diễn viên độc viên của MTV Entertainment, khán giả lập tức lùng sụt bằng được mọi thông tin của người đẹp. đương nhiên là những tin tức hot như yêu đương càng không thể bỏ qua được biết thời điểm đó hải tú thường đăng một ảnh chàng trai là nghệ sĩ xăm mình sau đó không lâu hải tú không còn chia sẻ hình ảnh của người này nữa người hâm mộ suy đoán có lẽ là hai người này đã đường ai nấy đi và nữ diễn viên cũng muốn tập trung cho sự nghiệp với rồ phai đẹp như vậy, Hải Tú có một con đường sự nghiệp dài và sáng lạng trước mắt. Tin đồn là nhân vật trà xanh trong chuyện tình yêu của Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng MTP, chưa biết đúng hay sai. Song điều đó vẫn ảnh hưởng ít nhiều về hình ảnh của nữ diễn viên. Khán giả hy vọng cô nàng sẽ sớm có phản hồi để đáp trả những tin đồn không hay về mình.